Trong khi đó thì trận cầu tâm điểm giữa hai đội đầu bảng Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã kết thúc với tỷ số 2 đều. Vào thời điểm này thì tại vòng đấu thứ 18 của giải bóng đá vô địch quốc gia World Cup 2047-2019 đang có hai trận đấu diễn ra và đều đã kết thúc hiệp 1. Trên sân Thiên Trường thì Dược Nam Hà Nam Định đang hòa 0-0 với Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó thì tại sân nhà Hòa Xuân, những khoảnh khắc choạch choạc, họ phải đón nhận hai bàn thua, nhưng sự xuất sắc của những cầu thủ trên hàng tấn công cũng đã giúp cho Hoàng Gia Lai có được 3 điểm trọn vẹn. Người sẽ thực hiện quả đá phạt góc này là Lương Xuân Trường. Cú đánh đầu phá bóng của trung vệ Lê Văn Đại vẫn đang là cầu thủ áo trắng. Xuân Trường rất nguy hiểm, cơ hội không vào. Trên bảng xếp hạng thì câu lạc bộ Thanh Hóa đang xếp ở vị trí thứ 5. Qua 17 vòng đấu, họ có 6 trận thắng, 7 trận hòa và 4 trận thua. Hậu vệ của câu lạc bộ Thanh Hóa cho tới thời điểm này đang có những tình huống vào bóng cực kỳ quyết liệt. Xuân Trường, số lượng bàn thua nhiều nhất. Đó là một tình huống dứt điểm ngay. Xuân Trường, cú đá đầu tiên được thực hiện bởi Minh Vương. Một cảm giác và sự hòa nhịp tốt nhất với đội bóng của mình. Bây giờ là lúc mà Felipe Martins cần phải chứng tỏ vai trò của mình tốt hơn, khi Hoàng Gia Lai đang ở vào một vị thế nguy hiểm trên bảng xếp hạng ở cuộc chạy đua thoát khỏi vị trí áp chót. Đâu có nhiều tuyển thủ quốc gia và người hâm mộ bóng đá xứ Thanh cũng đã tới sân rất đông để chờ đợi vào màn trình diễn của đội mang chiếc băng đội trưởng của anh Gia Lai. Và bây giờ là một trong những trụ cột không thể thiếu, là đủ để cho người hâm mộ có thể vui mừng cho Tuấn Anh. Tuấn Anh cũng là một trong những thành viên của Hoàng Anh Gia Lai đã tham dự trong báo đội tuyển quốc gia. Những sự lựa chọn cho vị trí ngoại binh dành cho tuyến trên, đó cũng lẽ là một trong những vấn đề khi mà Văn Toàn, Minh Vương bị bắt chặt. Kiên quyết. Như vậy là sẽ có một quả đá phạt sát vạch 16m50 dành cho đội khách Hoàng Gia Lai. Người bị phạm lỗi là Felipe Martins. Hai cầu thủ đang đứng trước bóng, đó là Xuân Trường và Văn Thanh. Hãy cùng chờ đợi quả đá phạt này của các cầu thủ anh Gia Lai. Xuân Trường! 1-0 dành cho anh Gia Lai! Đó là bàn thắng dành cho sự khẳng định của Lương Xuân Trường. Rất nhiều áp lực khi trở lại với V-League. Những vòng đấu vừa qua không thực sự tốt, nhưng anh đã có một pha kiến tạo giúp cho Văn Toàn lấy được điểm cho anh Gia Lai trước câu lạc bộ Hà Nội. Và bây giờ là người trực tiếp ghi bàn từ quả đá phạt trực tiếp quen thuộc, sở trường của mình, mang về bàn thắng dẫn trước cho anh Gia Lai trên sân Thanh Hóa. Tỷ số là 1-0. Như đã nói thì Tuấn Anh đã ghi bàn ở vòng đấu trước. Và bây giờ thì các cổ động viên của anh Gia Lai có quyền vui mừng khi Xuân Trường cũng đã ghi bàn trở lại. Cự ly sút phạt có thể nói là ngay lập tức đã giúp cho người ta có thể mường tượng ra cái cách mà Xuân Trường sẽ hạ gục thủ môn đối phương. Vẫn dáng chạy đấy là như vậy, vẫn cú một biết lòng như vậy, và thủ môn Lương Bá Sơn không thể làm gì hơn. Tỷ số là 1-0 dành cho anh Gia Lai. Người ghi bàn là Lương Xuân Trường. Và vừa rồi thì Lương Xuân Trường là cầu thủ đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội khách Hoàng Gia Lai trước Thanh Hóa trong 60 phút thi đấu còn lại không. Xuân Trường, hai trận đấu sớm đều đã có kết quả và một màn trình diễn giúp cho người hâm mộ bóng đá có thể hài lòng. Martin chân trái, không vào. Đập nhả của cầu thủ anh Gia Lai đã trở nên thanh thoát hơn. Quả đá phạt góc của Lương Xuân Trường. Văn Thanh. Hai bàn thắng của câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định trên sân Thiên Trường vào lúc này được ghi bởi Lê Sĩ Minh và Xuân Quyết. Văn Toàn chân trái,
từ một pha bóng cố định thì Lương Xuân Trường là người đã ghi bàn thắng giúp cho đội bóng Phố Núi Vọng này đang dẫn trước đội chủ nhà với tỷ số 1-0. Những diễn biến hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên hiệp 2, hãy cùng xem lại tình huống này. Người đánh đầu tiếp theo đó là Romario. Có vẻ như là trái bóng đã vượt qua vạch vôi một cạnh hoàn toàn trước khi mà Trọng Sáng phá được nó ra khỏi khung thành của thủ môn Lê Văn Trường. Những góc quay đang cho chúng ta được nhìn thấy rõ nét hơn tình huống bóng này. Ở góc này thì rất khó để có thể nhận định. Hãy cùng xem lại một lần nữa tình huống bóng gây tranh cãi này. Người băng vào là Romario tranh chấp cùng với Xuân Trường. Cú phá bóng hụt của Văn Thanh. Và đây là tình huống mà Trọng Sáng có lẽ là kiên quyết. Xuân Trường vẫn đang là kiên quyết. Và đó sẽ là một quả đá phạt ở đúng vào vị trí mà Xuân Trường đã ghi bàn trong hiệp 1. Đã mang về lợi thế cho anh Gia Lai trong hiệp đấu đầu tiên. Người đã phạm lỗi với kiên quyết là Trịnh Đình Hùng. Hãy cùng chờ xem, vòng đấu này là vòng đấu của những quả đá phạt trực tiếp. Xuất hiện quả đá phạt là Lương Xuân Trường. Trọng Hùng. Dù cho Tuấn Anh phải hơn 4 năm mới có thể ghi bàn trở lại ở V-League. Martins, Martins vừa ngã. Với đà băng vào này của Felipe Martins thì có thể thấy là anh hoàn toàn chủ động khi ngã ra trong khu vực 16m50. Không đủ để có thể thổi phạt 11m đối với đội chủ nhà. Cú chào bóng của Lương Xuân Trường. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Cơ hội dành cho anh Gia Lai. Xuân Trường sẽ có thẻ phạt. Đây đúng là một hiệp đấu đầy khó khăn dành cho những quyết định của trọng tài Hoàng Ngọc Hà khi trận đấu đã trở nên rất nóng. Xuân Trường va chạm với Gramos. Đá như vừa rồi của Lương Xuân Trường không có tính sát thương cao. Mọi thứ đang diễn ra hết sức căng thẳng. Hàng phòng ngự và thủ môn Lương Bá Sơn của Thanh Hóa đã phải đón nhận bàn thua từ góc sút phạt như thế này khi Lương Xuân Trường thực hiện cú đá mang về bàn thắng đầu tiên cho anh Gia Lai. Một lần nữa sẽ là cơ hội dành cho Xuân Trường. Quá đẹp mắt, quá đẹp mắt và quá hoàn hảo, không có gì có thể chê được. 2-1 cho anh Gia Lai. Cú đúp của Lương Xuân Trường cùng một góc sút phạt giống nhau. Cách thức thực hiện khác nhau nhưng kết quả là như một. Đó là bàn thắng vào anh Gia Lai một lần nữa vượt lên. 2-1 cho anh Gia Lai. Cảm giác bóng, cảm giác thực hiện những quả đá phạt trực tiếp của Lương Xuân Trường là không thể chê được ở trong trận đấu ngày hôm nay. Tỷ số là 2-1. Cả hai bàn thắng đều thuộc về Lương Xuân Trường. Kịch bản là giống hệt nhau. Góc sút phạt tương tự nhau. Nhưng cách thức mà Lương Xuân Trường thực hiện cú đá của mình là hai kịch bản hoàn toàn khác biệt. Hai góc đá khác nhau nhưng kết quả là một, đều là bàn thắng dành cho Hoàng Gia Lai. Lần thứ hai trong trận đấu này, hàng phòng ngự của Thanh Hóa bị đánh bại. Lần thứ hai Lương Bá Sơn phải vào lưới nhận bóng sau những quả đá phạt của Lương Xuân Trường. Tỷ số là 2-1.
Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.